Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng vào bếp nha. Hôm nay Weekend Food sẽ giới thiệu tới cả nhà một món lẩu hải sản rất thơm ngon đến từ đất nước Hàn Quốc, đó là món lẩu kim chi cả nhà nha. Đó, với đầy đủ các loại hải sản, rau củ quả, nấm thơm rất là đặc biệt cả nhà ơi, rất thơm và ngon cả nhà nha. Nào chúng ta cùng vào bếp nào. Nguyên liệu chúng ta sẽ có hành bao rô các bạn nha, mình sẽ sử dụng là 50g hành bao rô. Ngoài ra chúng ta sẽ có hành tây là 100g, củ cải trắng là 100g, và chúng ta sẽ có thêm rong cổ tay các bạn, là rong biển combo là mình sử dụng là 10g nha, ớt là 1 trái nè, tỏi là 15g cùng với gừng là 3g. Ngoài ra chúng ta sẽ có là cá cơm mình nha, cá cơm khô là 50g và tiêu là 300 luôn, 300 các bạn nha. Ok rồi, từ nguyên liệu này thì chúng ta sẽ dùng một cái túi các bạn, mình sẽ cho vào để khi mình nấu nó sẽ không có rơi ra ngoài các bạn nha, lúc mình vớt ra nó dễ hơn nữa. Ok, chúng ta sẽ cho những nguyên liệu làm nhỏ nhỏ vào các bạn nha, đó, như là cá cơm nè, tiêu nè, đó, hay là gừng các bạn, đó, những cái nguyên liệu nhỏ đó sẽ cho vào chung các bạn nha, đó, để mình nấu sẽ dễ hơn. Ok, về nước dùng mình sẽ chuẩn bị sẵn 2,5 lít nước dùng của mình nha. Đó, thì khi nấu xong mình sẽ còn khoảng tầm 2 lít nước các bạn, đó, thì để nấu là khoảng tầm 1-2 tiếng các bạn nha. Thì lúc mà nấu sôi các bạn nhớ vớt bọt thôi, và lúc mà vớt bọt xong thì nó sẽ vớt bọt ít, thì các bạn cứ hạ lửa nhỏ từ từ. Đó, mình sẽ nấu khoảng tầm 1-2 tiếng thôi nha, cho ra hết chất ngọt. Ok. Ok, và nguyên liệu mình sẽ đem lẩu thì mình sẽ gồm rượu sake các bạn nha. Mình sẽ dùng là 50ml rượu sake các bạn nha. Đó, mình để sẵn lát mình chỉ đổ vô thôi. Và giấm mình sử dụng là khoảng 40-50ml giấm các bạn nha. Đó, giấm Hàn Quốc các bạn. Ở ngoài ra sẽ có dầu mà ớt các bạn, là phải 20ml dầu ớt nha, cùng với 20-30g ớt bột các bạn, cũng cay cho nhiều nha các bạn nha. Cùng với tiêu là khoảng mình sử dụng là 1-2g, cùng với dầu mè là 80ml, đường cát là 20g, cùng với bột nêm bò Hàn Quốc là 20g, ngoài ra cho thấm muối là 2g và hạt nêm Hondashi là 10g các bạn nha. Những nguyên liệu này mình sẽ trộn chung với nhau các bạn nha, để mình là lát mình sẽ đem với trong cái nồi lẩu mình nấu á. Ok, và về nguyên liệu mình sẽ nấu lẩu các bạn. Đó, mình sẽ gồm là 200 phần kim chi, phần ngang là bao gồm 100ml nước kim chi và 100g cái phần kim chi mình đã bớt ra các bạn. Đó, cái thảo đó, và mình sẽ có 50g hành bao rô cùng với 100g hành tây các nhỏ các bạn nha. Và chúng ta sẽ có là gừng là khoảng cỡ 2-3g cùng với một trái ớt mình đã cắt sẵn các bạn, cay thì các bạn tăng ớt lên nha. Ở đây chúng ta sẽ có tỏi là khoảng cỡ 10g tỏi các bạn nha, và 50g thịt xay. Đó, thì những nguyên liệu này mình sẽ nấu tạo cho cái độ ngọt của bạn với độ chua với mùi kim chi đó, đó là những nguyên liệu này các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu thôi nha. Ok, sau khi mình đã cho dầu nóng vào chảo, bây giờ vào nồi các bạn, mình sẽ bắt đầu mình cho gừng, mình sẽ cho tỏi và phi thơm các bạn nha, với hành tây luôn. Đó, mình sẽ cho ba nguyên liệu này vào phi thơm. Sau phi thơm xong mình sẽ cho phần thịt xay vào mình nha. Đó, mình sẽ rang, đó, mình sẽ xào để nó dậy mùi thơm. Sau đó mình sẽ cho miếng nguyên liệu còn lại như hành bao rô nè, rồi cái phần ớt các bạn, đó, mình sẽ cho vào cùng với kim chi các bạn nha. Đó, kim chi mà có bao gồm nước với phần cái này mình đã chọc cái chất khai riêng á, mình sẽ cho các phần cái vào trước xào hơn, sau đó mình sẽ cho nước vào các bạn nha. Đó,
Ok, và sau gần 2 tiếng trôi qua thì chúng ta đã có được 2 lít nước các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vớt bỏ những cái phần cái ra các bạn nha, mình sẽ lấy nước. Và sau đó mình sẽ đổ ngược cái nước này vào cái nồi mình đã mới xào á. Ok, cái nồi này mình đang xào các bạn nó thơm mùi, vị mùi các bạn nha. Mình xào riêng nhưng mà nó tạo cái mùi á. Thì khi đó mình sẽ cho nước vào, nó sẽ mau chống cái lẩu mình nó sẽ tạo mùi thơm và nó sẽ có cái vị đậm đà của kim chi các bạn nha. Nếu các bạn mà nấu chung á, xem đừng đậm vị đâu, phải xào riêng các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho 2 lít nước lẩu mình đã nấu vào các bạn nha. Sau đó mình sẽ nấu sôi, sau đó mình sẽ cho cái phần mà gia vị mình đã trộn lúc nãy á, mình sẽ cho vào để như là chuẩn bị mình làm món các bạn nha. Ok, thì lúc nãy mình đã xào một cách cho một phần nửa cái phần gia vị vào để mình xào chung với các bạn để nó tạo mùi thơm và tạo màu. Bây giờ mình sẽ cho phần nửa còn lại mình vào nồi để mình nấu luôn các bạn nha. Đó, mình nấu sôi là cái như là xong cái món nước chùm lọc kim chi rồi các bạn. Đó. Ok, nước nó sôi các bạn, bây giờ mình chỉ hất bọt thôi là đã xong cái nồi lẩu kim chi các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu kèm các bạn nha. Nguyên liệu kèm chúng ta sẽ có các loại nguyên liệu như là hải sản các bạn, đó như là tôm nè, ở 200g tôm, rồi 200g mực, 200g mật tuột nó cùng với một thanh tàu hũ non các bạn nha, tàu hũ tròn á, bao gồm sẽ nguyên liệu khác như là nấm các bạn, đó, nấm bắp non, đó, nấm đường gà, cái kim chi. Quan trọng nhất là sẽ có món thịt ba loại các bạn nha, để ba loại thịt bò các bạn rất thơm và ngon các bạn, đó, mình sử dụng lần nửa ký nha. Ngoài chúng ta sẽ có các loại khác như là rau cải thảo, tương ô các bạn, nó tạo mùi thơm rất ngon cho lẩu các bạn nha. Ok, và chúng ta có nguyên liệu các loại lẩu các bạn, bây giờ mình sẽ chuẩn bị ra món thưởng thức cả nhà nha. Ok, và bây giờ mình sẽ cho cái phần nồi lẩu vào một tô nồi đất nóng các bạn nha. Mình sẽ cho tàu hũ cắt nhỏ vào và chúng ta đã hoàn thành món ăn kim chi hải sản rồi cả nhà ơi, nhìn ngon không nào, món tuyệt vời luôn cả nhà nha. Và cuối tuần trời mưa lạnh lạnh thì với món hải sản lẩu kim chi này là quá tuyệt vời cho cả nhà thưởng thức cả nhà nha. Có đầy đủ nguyên liệu, có đạm nè, thịt nè, thịt bò nè, các bạn thấy bạn heo cũng được nha, có hải sản nè, có protein đầy đủ, nấm luôn, có chất xơ, có rau đầy đủ các bạn nha, tàu hũ nữa, quá tuyệt vời luôn, vừa cây vừa chua vừa ngọt vừa thơm, quá ăn hẳn các bạn ơi. Nhớ dùng thêm một tí xíu mì nữa thì quá tuyệt vời rồi. Chúc cả nhà có những video thư giãn món ăn này nha, hẹn gặp cả nhà ở những clip sau, bye bye.